Chào các bác, đã lâu rồi thì hôm nay bên em lại về được một em Tech A6300MK2. 6300MK2 là phiên bản nâng cấp cũng như là cải tiến của 6300 trơn. Nó sẽ cho cái chất âm tươi sáng cũng như là cái thiết kế hiện đại và trẻ trung hơn cái dòng 6300 trơn thưa các bác. Và 6300MK2 thì nó sở hữu hai cái hồi hai bên là hồi da. Tuy nhiên thì theo thị hiếu của anh em chơi trong nước rất là thích hai cái hồi gỗ, cho nên là bên em đã mua sẵn hai cái hồi gỗ và lắp vào đây cho các bác. Tuy nhiên thì hai cái hồi da zin theo máy thì nó vẫn còn. Đây là cái hồi da zin theo máy các bác nhé. Đấy, lắp vào đây và bắt ốc vào. Nói là hồi da nhưng bên trong thì nó vẫn là bọc gỗ, chỉ có điều là nó dán thêm một cái lớp da ra bên ngoài thôi. Đấy. Nó dán thêm một cái lớp da ra bên ngoài, còn thì nó vẫn là cái hồi gỗ bình thường. Đấy. Cho nên là em có một cái option, có một cái lựa chọn, tức là em lắp thêm cái hồi gỗ này vào, để các bác nào thích hồi gỗ thì chúng ta chơi hồi gỗ, và các bác nào thích chơi hồi da thì chúng ta chơi hồi da theo máy, và các bác nào thích mua cả hai hồi thì cũng vẫn cứ ok, chúng ta có thể là thay đổi từng ngày, đấy, đổi gió. Quay trở lại nhà chi tiết con 6300MK2 vừa về hôm nay thì đây là một cái series đẹp xuất sắc luôn. Đấy, series đẹp xuất sắc, em sẽ lên sóng chi tiết cho các bác chúng ta cùng xem. Về thiết kế thì em này có một cái mặt nhôm phai màu trắng. Đấy, hình thức của nó rất đẹp đẹp luôn. Đấy, mặt mũi vân chảy tia luôn, trắng bóc. Model đây 6300MK2 có cái dòng chữ automatic reverse. Đấy, các cái phần tay cơ này họ làm khá là thông minh. Đấy, họ làm thông minh, bánh đà này, thông minh hơn 6300 trơn các bác nhé, trông đẹp mắt hơn. Và phía dưới thì cái cụm đồng hồ của nó thì trông rất là thanh thoát, nó không bị rối mắt. Đấy, trong vắt luôn. Và cái nền chỗ này nó là màu xám chứ không phải màu đen như cả là 6300 trơn thưa các bác. Còn lại thì các cái phím volume thì nó như nhau thôi. Đấy, nó có volume cho đường mic, volume cho đường line, volume tổng ở đây, chế độ chuyển đổi giữa đường tép và đường sao. Các cái phím cần gạt thì này giá dành cho cái phần thu. Đấy, đèn nó sẽ báo đỏ ở đây, thì chúng ta lưu ý là chúng ta lên tắt đi. Đấy, không lên gạt lên. Các cái phím bấm thông thường như là bật tắt nguồn, một nút nhớ này. Đấy, nút này là nút repeat này, nút này nút băng to băng nhỏ, tốc độ nhanh chậm. Còn các cái phím play này, tour này, đấy, stop, pause và rec. Đấy, em sẽ ngửa mặt máy ra, quay cho bác kỹ một chút về cái mặt máy nữa, sau đó thì lại quay thêm cái phần nội thất phía sau. Hàng bên sau đặt trần tuyển chọn rất là đẹp, cho nên là bên em cũng tự tin và quay kỹ cho các bác để các bác ở xa hoàn toàn yên tâm để chúng ta chốt hàng. Đầu tiên là cái phần mặt mũi đây, rất là đẹp luôn, bóng loáng luôn thưa các bác. Model 6300 automatic reverse. Rồi các cái phím bấm này, mặt này còn rất mới, đồng hồ trong vắt luôn. Con này thì gần như là chưa sử dụng là bao đâu. Các cái phím bấm này, đấy, nó vẫn còn các vân zin của nó. Nó vẫn còn cái vân zin của nó. Ở đây thì cái volume này, volume tổng này. Rồi các cái cần phím gạt đây, các bác thấy không? Nó vẫn còn óng ánh cái màu hành hành đồng như cái thuở ban đầu. Đấy, tiếp theo thì em mở cái phần hàm đầu từ cho các bác xem cái phần đầu từ của máy một chút nhé. Vâng, thưa các bác, đây là cái phần hàm đầu từ. Đấy, rất là đẹp. Bên trong thì có nó là bằng gang đúc nguyên khối. Đấy, đây là cái phần đầu từ em đã tháo ra cho các bác xem. Đấy, rất là mới phải không ạ? Rất là mới luôn. Zin nguyên bản 100%. Và cái phần đầu từ này, đấy, mặt của nó này, còn gần như chưa xài, đầu từ mới cứng luôn. Đây, đầu từ mới cứng luôn, thưa các bác. Đấy, các bác thấy không ạ, đẹp không ạ, chưa xài luôn, cho nên là các bác yên tâm về cái phần đầu từ nhé. Bây giờ em sẽ lắp máy lại.
lắp cái phần này, hàng từ này đã. Đây mời các bác chúng ta cùng nhau xem cái phần nội thất của 6300 MK2. Đối với cái dòng 6300 MK2 thì nội thất của nó làm gấu hơn là dòng trơn. Các bác có thể thấy là nó bố trí linh kiện dày đặc ở trong máy. Ở đây chúng ta sẽ có 3 motor. Đấy, phần nguồn, phần tụ rất là lớn. Sắt xi này, 7 màu luôn. Và phần mạch của nó thì rất là nhiều các cái về mạch ở đây. Tầng tầng lớp lớp các cái linh kiện rất nhiều. Trong này thì còn cả cái sơ đồ của mạch máy. Phía dưới thì chúng ta sẽ có hai đường layout và hai đường line in thông thường. Model của nó là 6300 MK2. Em này thì có cái số series là 66848 thưa các bác. Đấy là về cái hình thức rất là đẹp phải không ạ? Em sẽ đi vào test máy cho các bác nghe. Đây em sẽ đi vào test máy cho các bác nghe. Cái tấm lắp lưng đây, em quay luôn cái tấm lắp lưng ạ. Tấm lắp lưng thì còn rất là đẹp, em đã tháo sẵn ra để em quay luôn nội thất thì đỡ phải mất công tháo nữa. Đây ạ, đấy các bác thấy không ạ, rất là đẹp luôn, không một vấn đề gì cả. Các cái ốc còn 7 màu. Đối với chiếc đầu 6300 MK2 này thì shop có giá bán là 21.500.000 đồng, tặng kèm các bác một cặp và hút tách, và các bác chúng ta có thể lựa chọn giữa lấy hồi vân gỗ và hồi da, đấy là 21.500.000 đồng, và các bác nào lấy cả hai hồi thì vui lòng cộng thêm cho em 500 nữa. Đấy, nếu chúng ta lấy cả hai loại hồi thì về thay đổi để đổi gió, hôm thì chúng ta lắp màu gỗ, hôm thì chúng ta lắp màu da, còn không thì lấy một loại thì là 21.500 kèm một cái cặp hút tách này các bác nhé. Đấy, các bác nào có hút rồi không lấy hút nữa thì em lại trừ cho bác 500 thì là còn 21 thôi. Bây giờ thì em test chất âm, mời các bác chúng ta cùng thưởng thức chất âm. Dòng này tiếng rất hay, tiếng rất rõ nét. Các bác thấy đẹp không ạ? Cái màu của nó sáng. Máy chạy autobus 2 chiều. Đối với các cái dòng đầu tách ấy, thì cái phần vẩy của đèn vu thì chúng ta sẽ điều chỉnh qua phần volume.
nếu như mà vặn cái volume ở đây càng lớn thì là cái phần đèn vu nó sẽ vẩy nhiều, nó không như Akai. Akai thì nó đã mặc định rồi, không chỉnh được vu nhiều vu ít. Bây giờ thì em sẽ test chiều máy ngược lại cho các bác xem. Đây là một cái dòng máy chạy hai chiều auto reverse. Mai này ra đơn vị đừng quên em nghe anh. Máy chạy hai chiều rất tốt, hoạt động hoàn hảo. Bây giờ thì em sẽ test chức năng tua máy cho các bác chúng ta cùng xem. Đấy, máy đã chạy hoạt động hai chiều rất là ổn định. Và em sẽ test cái phần tua máy. Đây ạ. Và các bác có thể thấy nó chạy nó êm và nó tít, nó đều hai bên như thế nào chưa? Và hoạt động rất tốt luôn. Em sẽ tua tiếp chiều ngược lại cho các bác chúng ta cùng xem. Đấy, 6300 và tốc độ rất cao. Quá khỏe luôn ạ. Con này đặc biệt là có cả hồi da và hồi gỗ cho các bác lựa chọn. Và em cũng xin được báo giá lại một lần nữa. 6300 MK2 có cái mức giá bán là 21.500.000 đồng, tặng kèm một cặp húp tách cho các bác chơi. Đấy, và các bác có thể lựa chọn giữa hồi da và hồi gỗ. Nếu như chúng ta lấy cả hai hồi thì là thêm 500 nữa là 22 triệu. Shop có địa chỉ tại phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Bên em giao hàng toàn quốc, giá sản phẩm không bao gồm phí ship. Em là Trần, cảm ơn các bác rất nhiều. Xin chào và xin hẹn gặp lại trong những video clip tiếp theo.